Sau vài trận mưa lớn giữa tháng 6 vừa qua, ruộng lúa ao cá của người dân ở xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đã bị đất đá vùi lấp. Nguyên nhân là do doanh nghiệp san ủi mặt bằng để thực hiện dự án khi mưa lớn đất đá trôi về lấp ruộng. Ngay sau khi truyền hình nhân dân phản ánh, tỉnh Bắc Cạn đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Cạn phải khắc phục đền bù thiệt hại cho người dân trước ngày 30 tháng 7 năm 2020. Thế nhưng cho đến nay các bên vẫn án binh bất động, còn người dân thì vẫn mỏi mòn chờ đợi. Đã 2 tháng trôi qua, một phần cánh đồng thôn Bản Diếu ở xã Ngọc Phái vẫn trơ toàn sỏi đá, lòng suối bị vùi lấp cao hơn mặt ruộng. Nhiều hộ dân mất đất sản xuất lâm vào cảnh khó khăn, có nguy cơ thiếu đói. Đối với chúng tôi bây giờ ấy, thì cả gia đình cũng trông mong vào mỗi cái mảnh ruộng này thôi. Vụ vừa rồi mất trắng và vụ này cũng không thể làm được, nói thì rất là xót. Bây giờ chúng tôi chỉ mong muốn là công ty Ngọc Linh cũng như là các cấp có thẩm quyền ấy, thì có thể tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi để cải tạo, có thể được trồng cấy được, có lúa được. Cái vụ xuân vừa rồi ấy, thì là lúa vừa đỏ đuôi thì đã bị vùi lấp hết rồi, một số hộ thì không được thu hoạch một hạt lúa nào về nhà, còn một số hộ thì còn được vài bao thóc thôi. Cách đây gần 2 tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Cạn đã xác định nguyên nhân ruộng bị vùi lấp là do sạt lở đất đá tại cửa xả hồ điều hòa của công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh và đất đá tràn về do thi công tỉnh lộ 254. Tỉnh Bắc Cạn đã yêu cầu doanh nghiệp nạo vét lòng suối, đền bù người dân bị thiệt hại, nhưng đến nay chưa bên nào thực hiện. Hiện nay công ty và đơn vị mới đi kiểm tra thôi. Còn việc khắc phục và bồi thường hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại hiện nay chưa thực hiện. Đối với huyện thì chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với đơn vị để xem việc khắc phục của đơn vị, cam kết của đơn vị như thế nào. Chúng tôi trên cơ sở chúng tôi sẽ có ý kiến báo cáo ủy ban tỉnh để ủy ban tỉnh tiếp tục chỉ đạo. Theo thống kê sơ bộ, có hơn 1 hectare đất ruộng và ao cá của người dân bị vùi lấp. Nhiều hộ vụ này không có ruộng để làm, nguy cơ thiếu đói hiển hiện trước mắt. Do đó, việc chậm khắc phục và đền bù cho người dân càng làm cho cuộc sống của họ thêm phần khó khăn. Do đó, tỉnh Bắc Cạn cần quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo, yêu cầu doanh nghiệp sớm hỗ trợ cho người dân.